Trong video này kênh YouTube 3 Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cái trụ bằng khung dàn thép có cái cấu tạo và cái công dụng rất là đặc biệt. Thì quý vị thấy đây là một cái trụ này, nó cao 120m. Đây nó có một cái màn hình đây là để nó diễn tả một cái công năng rất là đặc biệt của cái trụ này, tức là đây là cái trụ thép ở bên đất liền của Hàn Quốc mà chuẩn bị đi qua cái đảo Nam Mi á. Thì từ đất liền mà muốn đi qua đảo Nam Mi thì chúng ta đi phà cũng gần thôi, đi phà để qua bên đó. Nhưng mà nếu mà ai mà muốn mạo qua bên cái đảo bằng cái cách mạo hiểm á thì người ta sẽ dùng cái trụ này. Thì cái trụ này á, trong làm trụ nó có cái cầu thang, cầu thang bộ ở trong đó đó. Rồi thì cái du khách á, mà muốn chơi cái trò chơi cảm giác mạnh á, thì phải leo lên trên đỉnh á. Rồi thì sau khi được khám sức khỏe rồi các thứ, được kiểm tra những cái thông tin về sức khỏe và cam kết là sẽ tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình, thì người ta sẽ buộc lại kỹ lưỡng an toàn. Sau đó người ta sẽ cho trượt từ cái đỉnh của cái trụ này nè. Các quý vị thấy trên đỉnh đó, nó có một cái mấy cái cọng cáp, thì nó thả trượt theo cái cọng cáp đó đó và trượt qua phía bên kia đảo đây. Đó là chúng ta có cọng cáp nhỏ đó, chạy dọc theo cái màn hình đó đó, là người ta sẽ trượt là tới bên kia. Thì nghe đâu nói là mình mất khoảng tầm chưa đầy 2 phút để mình trượt từ cái đỉnh đó ra đây rồi. Mới có 2 người, cứ mỗi lần trượt thì có 2 người vậy đó, 2 người trượt qua bên kia. Lát nữa nếu mà qua bên kia đảo, mà nếu mà có điều kiện đến gần thì vị trí cái chỗ người ta tụt xuống thì chúng tôi sẽ quay cái vị trí đó để giới thiệu. Đó, thì giờ xem màn hình đi, trên cái màn hình này nó cũng mô tả cái cách người ta chuẩn bị trừ ra đó. Đây là một người sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng về mức độ an toàn, sau đó sẽ cho trượt trên cái sợi cáp. Đây chúng tôi sẽ quay một vòng các mặt của cái trụ để quý vị tham khảo. Đây, một số cái thành phần cấu tạo cái khung sắt ở trong cái trụ như vậy. Thì cũng rất là khó có cơ hội để mà áp dụng cái kết cấu thép này vào trong thực tế xây dựng, là vì cũng không có nhiều cái trụ mà nó có cái công năng tương tự như vậy đâu. Tuy nhiên là nó cũng là một cái cấu kiện đặc biệt trong cái ngành kết cấu thép, nên chúng tôi quay để giới thiệu đến quý vị. Đừng có dạy, đừng có dạy. Ok là Ok là
Hả, để ấy đi, để bữa nay đi chơi vòng vòng chút rồi mai cái chết thì chết. Thank you.